Chào các bạn. Bên trước mặt chúng ta đây là hình ảnh những quả sa nhân như các bạn. Thường thì bên trong sau khi chúng ta lột cái vỏ cái quả sa nhân ra thì nó có cái hạt. Mà sau khi lột vỏ ra thì cái khối hạt của nó tạo thành một cái khối hình bầu dục, gồm có nhiều cái hạt nhỏ, 5-6 hạt nhỏ, cái quả thì 5 hạt có loại, 4 hạt có loại, 6 hạt. Đó, từ bên trong cái lớp vỏ ấy ra móc ra. Đó. Đấy, lột cái lớp vỏ ra là thấy cái khối hạt của nó, cái hình bầu dục nằm ở phía trong đó. Đông y thì cái hạt sa nhân này nó có cái tác dụng để hỗ trợ để chữa một số các cái chứng bệnh. Có trong sa nhân thì có cái tính vị của nó là cái vị cay, tính ôn. Cho nên là nó đi vào cái kinh tỳ, kinh thận và cái kinh vị, nó có tác dụng để hỗ trợ một cái số bệnh cụ thể như tên là điều hòa khí huyết trong cơ thể, tác dụng bổ tỳ vị, tăng cường cái chức năng tiêu hóa để giúp tiêu hóa được tốt hơn. Ngoài ra nó còn có cái tác dụng điều trị viêm dạ dày cấp và mãn tính, đặc biệt là cái bệnh đại tràng. Ngoài cái tác dụng đó ra thì trong sa nhân thì còn có cái tác dụng ấy, điều trị các cái bệnh phụ như thế là đau nhức răng, hay là điều trị các cái bệnh về xơ gan cổ trướng, nó cũng rất tốt, nó hỗ trợ như tiêu thụ. Thì đối với những cái đối tượng nào mà cần sử dụng đến sa nhân thì trước hết là những các cái đối tượng, thứ nhất là những cái người mà mắc cái chứng bệnh bị đầy bụng khó tiêu, thứ hai là người bị tiêu chảy, thứ ba là bệnh nhân bị viêm đại tràng cấp và mãn tính. Cái đối tượng thứ tư là bệnh nhân viêm loét dạ dày, phù nề hành tá tràng, hay là phụ nữ mà có thai nghén hay bị nôn mẹ, trẻ em thì bị sâu răng, người bệnh nhân xơ gan cổ trướng. Đó là tất cả những các cái trường hợp cũng như thế là cái đối tượng mà cần sử dụng đến cái hạt sa nhân. Và cái cách dùng và cái liều lượng để điều trị mỗi cái căn bệnh thì nó có khác nhau, và nếu như được cái sự kết hợp hài hòa giữa các cái vị thuốc khác nữa thì nó mang cái tác dụng, phát huy được hết cái tác dụng của hạt sa nhân. Ví dụ như cái chứng bệnh trị cái chứng bệnh đầy bụng khó tiêu á, thì bình thường là người lớn thì chúng ta có thể là bóc bóc cái hạt sa nhân này. Bóc cái hạt sa nhân rồi chúng ta lấy cái bóc trái ra như thế này. Rồi chúng ta lấy cái hạt bên bên trong đó, rồi chúng ta bỏ vào miệng, chúng ta nhai nhai khoảng 3 đến 5 hạt, chỉ sau khoảng mấy phút đồng hồ thì tự nhiên là vừa trung tiêu vừa hạ tiêu thì nó sẽ hết cái chứng bệnh đầy bụng khó tiêu. Thì chúng ta biết là trong cái hiện tượng mà ngoài những cái đối tượng mà thường xuyên bị đầy bụng khó tiêu hóa, thường thường nó nằm vào những các cái đối tượng mà do cái tỳ vị nó bị hư hàn, thì nó mới sinh ra cái chứng bệnh là đầy bụng khó tiêu. Thì cái chứng hư hàn thì thường thường nó là cái nhiệt độ trong cơ thể nó thấp, mà là chủ yếu là cái nhiệt độ bao tử nó thấp, cho nên nó không chuyển hóa được cái lượng thức ăn ngay tức khắc, sau 3 tiếng đồng hồ thì nó lại chuyển thành cái dạng đàm thấp và bài thải ra ngoài, thứ nó không chuyển hóa được cái dạng dưỡng chất để nuôi cơ thể. Vậy thì trong cái bài để mà điều trị các cái chứng bệnh đầy bụng khó tiêu này á, nếu kết hợp với sa nhân á, thì có thể là chúng ta kết hợp là sử
sa nhân khoảng 8 gram, và sơn tra cũng 10 gram, với lại hạt sen cũng 12 gram, tần khúc 12 gram, và sắc uống sắc với nước với 3 chén, sắc khô lại còn 1 chén hay là 7 phân, rồi chúng ta uống trong ngày. Đó là một cái cách thứ hai để mà trị cái chứng bệnh đầy bụng khó tiêu. Còn nếu mà dùng sa nhân để trị cái bệnh viêm loét đại tràng mãn tính thì có thể ta dùng theo cái dạng bột, thì tất cả là cái bột sa nhân, bột sắn dây, rồi mộc hương. Chúng ta có thể là mỗi loại khoảng 10 đến 12 gram, thì chúng ta nghiền tất cả ra rồi nấu cháo, hay là hòa nước nấu cháo, rồi bỏ chế vào cháo chúng ta ăn hàng ngày thì nó cũng rất tốt cho cái, những cái người viêm đại tràng. Hoặc là không ăn theo cái dạng cháo thì chúng ta có thể là hãm với nước sôi chúng ta uống. Nó để hỗ trợ cái bệnh viêm loét đại tràng mãn tính. Còn để mà điều trị cái viêm loét dạ dày ấy, thì cái sa nhân có thể là mang tán bột rồi nấu canh với dạ dày heo thì ăn hàng ngày nó cũng rất tốt. Hoặc là chúng ta có thể là lấy bột sa nhân khoảng 6 đến 8 gram nhét vào cái bao tử heo, thì chúng ta hầm cách thủy đi. Cho nhừ lên rồi ăn hết cả cái dạ dày con heo như vậy. Và mỗi ngày mà chúng ta ăn được cả một cái như vậy thì bệnh tình sẽ thuyên giảm rõ rệt. Còn mấy người, đặc biệt là những người phụ nữ mà bị thai nghén, trong cái thời kỳ thai nghén mà hay bị nôn mẹ, mà nhìn thấy cái gì cũng muốn nôn muốn ối, mà đặc biệt là nghĩ đến cái đồ ăn ngán ngẩm không muốn ăn, thì cái hạt sa nhân này cũng hỗ trợ cho những cái chị em mà thai nghén rất là tốt, bằng cách là chúng ta nấu cháo cho nhừ đi, rồi chúng ta tán cái sa nhân thành dạng bột, rồi pha vào cháo ăn cái hàm lượng khoảng 4-6 gram trên một ngày như vậy. Thì nó sẽ hạn chế được cái chứng bệnh là nôn mẹ. Nếu mà điều trị cái đau răng á, thì cũng có nhiều cách để điều trị. Cái hạt sa nhân có thể là chúng ta lấy cái bột và chấm vào cái nơi đau răng, nhức răng thì nó sẽ hết đau. Hoặc là không tiện thì chúng ta có thể là nhai cái hạt sa nhân ở trong miệng và chúng ta ngậm ở trong miệng. Cho nó tiết cái tiết nước bọt ra, rồi chúng ta ngậm vào trong miệng, một súc miệng bằng cái nước của cái hạt sa nhân ta đang nhai trong răng miệng. Hay là bằng một cái cách khác nữa là chúng ta có thể là đốt cái hạt sa nhân với cái hạt bổ kết, hai cái là tồn tính thành than, thì chúng ta dùng bông tẩm vào cái bột đó và nhất vào nơi chân răng sâu thì nó hiệu quả và nó giảm đau tức thì. Còn cái dùng cái sa nhân để mà điều trị cái chứng bệnh siêu gan cổ trướng á, thì các bạn có thể là với cái những các cái bệnh mà mang cái tính quan trọng như vậy, thì tốt nhất cái điều quan trọng là các bạn phải nên tìm hiểu cái ý kiến của những người chuyên gia mang lại cái kết quả như cái tốt. Còn lưu ý cái sa nhân thì trong các cái trong đông y thì đồng ý cái sa nhân thì nó mang cái tính chất hỗ trợ một số bệnh rất nhiên là có hiệu quả, nhưng mà trong cái hình thảo dược nói chung và sa nhân nói chung nói riêng thì nó vẫn có một cái tính vị là nó mang cái có tính chất là ít độc. Cho nên là dù ta dùng tốt như vậy đấy, nhưng mà phải tuân thủ theo đúng các cái liều lượng cụ thể, và đặc biệt là những người mà hư hàn, cơ thể hư hàn ở cái dạng hàn thì dùng rất tốt, nhưng còn nếu như mà hư nhiệt thì không nên dùng sa nhân.
Đó là những cái khuyến cáo của tôi sau khi mà chia sẻ một cái bài những cái bài thuốc từ quả sa nhân để hỗ trợ sức khỏe cho mỗi chúng ta. Vâng, thì sau khi sử dụng mà các bạn cảm thấy cái bài thuốc nó hữu hiệu thì cũng xin các bạn cũng chia sẻ rộng rãi cho bạn bè bà con cộng đồng cũng được tiếp cận với phương pháp hữu hiệu. Nói đến hư hàn hay hư nhiệt thì trong mỗi chúng ta thì chắc là các bạn cũng chưa được có một số người cũng chưa hiểu là cái hư hàn là như thế nào phải không ạ? Không thì tôi cũng giải thích cho các bạn biết là trong đông y có cái quan niệm tức là âm hư thì nội nhiệt mà dương hư thì ngoại hàn. Thì những các cái trường hợp mà bị âm hư tức là khí huyết khí khí hư thì bên ngoài lạnh nhưng mà huyết hư thì bên trong lại nhiệt. Thế thì tất cả những các người mà mang cái tính nhiệt nóng nhiệt thì không tức là nếu có dùng cái sa nhân với cái hoa đại hồi với cái gừng cái quế thì tất cả những các cái thảo dược mang tính dương thì chúng ta hạn chế bớt tức là cũng có thể là dùng nhưng mà dùng với hàm lượng thấp hơn cái người mà hư hàn ha. Thì đó là những cái cách tôi cũng chỉ phân tích như vậy để các bạn hiểu như thế nào là hàn, như thế nào là nhiệt, còn thực thực hàn thực nhiệt ra sao thì là mời các bạn để theo dõi tiếp để tôi phân tích và chia sẻ với các bạn từng các chi tiết ở trên các cái video sau. Một lần nữa xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người.